Cô bé kia nó có xích nữa, mà không tháo ra rồi. Đây hai bé mèo mà phải của em không? À, đây. Thì nói chung cũng rất là khó cái việc mà để chủ gặp lại đó cô chú. Thì cũng hên dữ lắm. Ở tiểu hổ thì bữa cứu bữa không, chứ không phải ngày nào cũng cứu. Dạ. Đây là bé bé kia tên gì em? Hả? Quản nhiều mấy, nhiều đứa nó quản lắm. Qua nay em bắt hồi ra nè. Đây thì cô chú biết sao không? Ở đây cái mục tiêu là của mấy ấm là coi như cứu mấy bé để mong cho tìm chủ về. Thì chị sao? Tại chị nói là giá 130 kg. Đúng rồi. Hai bé này là ông tính là 8 kg á. 8 kg. Em đưa tiền mặt luôn nha. 8 kg nó là 900 960. Đây thì mấy ấm mua với dạng mấy bé. Tại mấy bé này là không phải là mấy bé 10 kiểu. À, bé gửi lại 960 em. Dạ. À, bé gửi luôn 1 triệu. Thì này ngoài ông bán là 130.000 ký. Mà bữa mà ngâm từ sáng tới chiều ông nói hụt cân tàu lùm la đá đã đó rồi chú. Mấy bữa mà coi như cứu mấy bé mà cứ để ổng chiều cứu mấy ổng còn nhăn nữa. Bởi mấy lần mà kêu mấy ổng bớt nửa ký ký rồi mà ổng nhăn lắm. Thôi thì con nó cũng đáng cái việc mình làm thôi. Ủa sao nó bắt được hai đứa dữ em? Cái này là có bạn xin mèo á, xong rồi bạn kiểu bạn xin nhưng mà bạn bán đi lại lên vô lò mổ. À hèn chi có đâu vậy. Dạ. Bởi nó sao bắt được là hai đứa nó. Dạ. Ủa sao hai cái này thấy nó có thân gì đâu người mà ta xin mèo đồ này nọ. Hai đứa này là nó ở chung với nhau từ nhỏ rồi. Rồi rồi, rồi về còn cho nữa không? Dạ không, đem về nữa. Thì dạ, hồi đó anh cũng vậy đó, mấy ấm mới ra không có biết, cũng cho nhận chủ thì đỡ mình nuôi. Cuối cùng liên lạc được lần một lần hai rồi khóa Facebook luôn. Dạ, đúng rồi. Thôi không được rồi, không được rồi. Mình đâu biết giờ bé đi về đâu. Có thể họ bán hay là họ ăn thịt gì đó mình không biết được luôn nữa. Nó thôi giờ quyết định là cứ đúng đúng chủ của nó là nhận thôi. Còn không thì cứ ôm nuôi chết tiêu rồi xong. Em cảm ơn. Rồi. Nhớ đừng có cho nữa nha. Dạ. Để mèo mà dễ nuôi mà. Chó mình sợ nó ồn rồi này kia, mèo cứ thao cát rồi thức ăn rồi khỏe rồi chết luôn. Em cảm ơn. Rồi. Rồi cứ vậy. Đây cũng là một cái thông điệp, một cái kinh nghiệm cho mấy bé, mấy chủ mà coi như cho nhận nuôi đó cô chú. Cứ trường hợp này xảy ra hoài luôn, cứ nhận nuôi là của đầu mới đầu lại thì nói ngọt ngào đã lắm rồi sao mà đem bán luôn. Sao hên bé thấy ấy chứ, trời ơi, hên là giữ vòng cổ rồi đó chứ không thôi cũng thua luôn. Dạ. Thì coi như mấy ấm được làm một cái gì đó cho mấy bé là thật sự là rất là vui. Vui đến mức mà coi như mong muốn coi như nhiều bé nữa để tìm được chủ. Nhưng mà sự thật thì có nhiều chủ cũng không có tìm á cô chú. Mèo cỏ họ sẽ phân biệt mèo cỏ, mèo kiển. Thành ra nó cũng cái khó.
người ta không có dám bỏ ra cái số tiền mà coi như cũng nho nhỏ để mà chuột đâu. Dạ ghê không, từ đầu bữa giờ qua nay tưởng đâu là mấy bé là coi như là bị bắt mà ai ngờ là cho nhận nuôi, nhưng mà cuối cùng cái người nhận nuôi là cái người là thủ phạm mà gây ra án mạng đó cô chú. Dạ thì mong rằng qua video clip này các bạn mà hướng về mà khía cạnh cho nhận nuôi thì suy nghĩ cho kỹ, thì tại vì thật sự tính mạng của bé giao hết cho con người mình, người mình quyết định sao mấy bé chịu vậy thôi, chứ giờ mấy bé có đâu có trả lời hay là mấy bé đòi hỏi hay là không có sự lựa chọn nữa. À, thật sự không có sự lựa chọn. Dạ thì cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ cũng giống như tiếp sức cho mấy ấm để cứu được mấy bé. Cũng cảm ơn quý mạnh thường quân đã giang tay mở rộng tấm lòng để cứu được mấy bé, rồi mấy bé mới có cơ hội tìm được chủ. Dạ thì mấy ấm chỉ là bỏ một chút xíu công sức ra để giúp cho mấy bé thôi, còn cái đáng quý là quý mạnh thường quân đã thật sự nhọc lòng cũng giống như tâm huyết để mà cứu mạng mấy bé. Dạ. Nếu cũng cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều.